quá tâm vắng để không có thẳng là ế thì ngày hôm nay em xin phép được tặng cho anh Long một ca khúc khán giả vui vui tặng cho cả một buổi đều có lấy nhiều ca khúc nghe mà chảo đề khóc buồn đúng không nghe chữ đầu tiên là con rắn này. Ok em, anh luôn ủng hộ con đường của em. Này, ca khúc gì em ơi? Ca khúc chúng mong muốn xin phép được bắt đầu. Được rồi. Là vợ chồng em lục đục bây giờ. Bé ơi, quay nãy giờ. Tắt đi.